khắp thế gian không ai tốt như mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đôi cơm không ai biết, lỡ lời không ai.
rồi sạc sạc vô. Để tao sạc sạc vô. Mở cái ăn cho hai tháng về. Bây giờ cứng rồi. Chưa chừng nào ấy rồi mày mới lấy cái nãy chuối nó ra rồi bởi chi rồi sao để ra chừng nào mấy ông liệm mày bởi nãy chuối liệm ra cái miếng giải nó còn đây miếng giải còn giải trắng giải trắng đó giải trắng nằm yên ngủ yên ngủ ra hai con cái thì sáng giờ rồi sao biết đây chị lấy miếng giải cho nháp giò vô miếng giải trắng mấy ông nó khoảng khúc vậy nè dài dài kéo không ba kéo cái cắt cái xé ra cắt sờ cái xé ra hai cái chân cho đứng cái bàn chân lợi đó ừ đó vậy đó đó ừ sát vô như thế đứng ờ đó vậy sát vô cột đi gỡ cái dòng nhìn này hai cái gọt vô cột hai cái chiếc qua đây là gỡ được chiếc qua đây. Thank you.
Tôi, dân lệnh hội thánh, đến để làm lễ nhập quan cho vị đạo hữu Nguyễn Thị Điệp. Vậy, chân linh hãy nhập vào linh vị, nhục thể nhập vào áo quan. Yeah.
Thank you.
giường em ơi, trong giường em. Thank you.
phải giữ cho đến 581 ngày, tức là ngày đại tường 581 ngày thì cũng chưa được 2 năm. Rồi việc thứ hai là trong những ngày mà linh cữu còn tại đây thì nhà là phải bắt buộc là phải ăn chay và cúng đãi đều là phải chay. Tới ngày cũ hoặc là tiểu tường và đại tường cũng phải cúng chay, phải đãi chay hết, không được gặp mặt. Lại quỳ ngon ngon, đau quá quỳ tới
Cái cũ này dẹp đi hay sao đây? Thank you.
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 Chúng ta có nhiều hỗn hợp
Thank you.